Bắt liên tục nhưng mà sinh nhanh lắm. Nhất là mấy đứa bạn muốn bắt hắn rồi sinh ra. Tận tài, tận tài nhiều, trọng tài nhiều. Nhiều quá, tôi nghe là bác có gì tôi không biết. Bác nghe một chút. Mình nuôi mình gần gũi với hắn là nó mới ấy, mình nuôi mình gần gũi với hắn nó mới hiền, chứ còn đâu mà mình không gần gũi với hắn thì sao mà ấy được, không đụng hắn. Thường là coi như chó đẻ nó hùng, nó sợ chó đẻ ấy. Không, người hơi cao nó không hiền. Bây giờ mấy cái chó nhà mình là mình hiền hết, mình chăm sóc kỹ. Cái bài con đẹp quá ấy. Bài con xong rồi. Em sắp xong rồi nè.
Yeah.